Xin chào các khán giả thân yêu của Nextport. Mời các bạn tiếp tục tới với chương trình quen thuộc vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày của chúng tôi, World Cup 2022 từ A tới Z. Vâng, quả là một ngày giặc cảm xúc ở lượt trận cuối cùng bảng C và D. Ngay bây giờ, hãy cùng với Nextport điểm lại những sự kiện nóng hổi đã diễn ra. Argentina bước vào trận đấu gặp Ba Lan với mục tiêu buộc phải thắng để giành tấm vé vào 1/8 World Cup 2022. Đối đầu với một hàng phòng ngự chưa từng thủng lưới bàn nào tại giải đấu năm nay, Lionel Messi cùng với các đồng đội đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Phút thứ 38, Argentina bất ngờ được hưởng quả penalty sau tình huống Messi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, đứng trước cơ hội mở điểm cho đội nhà, Messi lại không thể đánh bại được thủ thành Scini. Mặc dù thi đấu rất xuất sắc, những người gác đền Ba Lan vẫn phải nhận hai bàn thua ở các phút thứ 47 và 69. Với chiến thắng này, Argentina đã giữ vững được ngôi đầu bảng C. Messi cùng các đồng đội sẽ gặp Australia ở vòng 1/8. Trong khi đó, Saudi Arabia rất quyết tâm trước Mexico để có thể giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Mexico không nắm quyền tự quyết. Đội quân của huấn luyện viên Tata Martino vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại Qatar. Để đi tiếp, họ buộc phải thắng Saudi Arabia và chờ tin vui ở trận đấu Ba Lan và Argentina. Chỉ trong vòng 4 phút ngắn ngủi, Mexico đã ghi liền hai bàn thắng. Tuy nhiên, những nỗ lực của đại diện đến từ Bắc Mỹ vẫn không thể giúp họ lách qua khe cửa hẹp để góp mặt vào vòng 16 đội. Tại với kết quả này, Mexico đã chấp nhận chấm dứt chuỗi 7 kỳ World Cup liên tiếp, vượt qua vòng bảng. Cuộc đấu sức giữa đội tuyển Australia và đội tuyển Đan Mạch mang tính chất quyết định đến tấm vé đi tiếp của bảng D. Australia chỉ cần một điểm là có thể giành vé đi tiếp. Ngược lại, Eriksen và các đồng đội bắt buộc phải có được chiến thắng thì mới nuôi hy vọng có mặt ở loạt trận knockout. Đó là lý do khiến Australia nhập cuộc rất thận trọng và khiến cho Đan Mạch thực sự gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Real. Ở phút thứ 61, từ một tình huống phản công mớ mực, Rickier đã có mặt trong vòng cấm. Anh đã dứt điểm lạnh lùng, hạ gục thủ thành Smithen, đưa Australia vượt lên. Kết quả này đồng nghĩa với việc Đan Mạch sẽ bị loại. Tuy nhiên, cách chơi quá đơn điệu và thiếu đột biến ở bên phía Đan Mạch không thể làm khó được hàng thủ chắc chắn của đối thủ. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 cho Australia. Với thắng lợi này, Australia đã chính thức là đại diện đầu tiên của châu Á có mặt ở vòng 1/8 World Cup 2022. Với việc đã giành tấm vé sớm vào vòng knockout World Cup 2022, huấn luyện viên Didier Deschamps đã có tới 9 sự thay đổi trong đội xuất phát khi đối với Tunisia. Đội hình chấp vá khiến đội tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn trước tinh thần thi đấu quá quả cảm của đại diện đến từ châu Phi. Một chiến thắng trước đội tuyển Pháp có thể giúp Tunisia nuôi thêm hy vọng vào vòng trong. Nếu kết quả trận Đan Mạch và Australia có lợi cho họ, ở phút thứ 58, tiền đạo Wan-Bissaka đã có tình huống đi bóng khéo léo rồi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho trận đấu. Ở phút thứ 90+8, Griezmann đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Với thất bại này, đội tuyển Pháp đã nhận trận thua đầu tiên tại World Cup sau 8 năm. Lần gần nhất họ để thất bại ở ngày hội bóng đá lớn nhất tình là trận tứ kết năm 2014 khi bị loại bởi đội tuyển Đức. Mới đây, trong buổi họp báo trước trận đấu với Croatia, Eden Hazard đã tiết lộ những thông tin xoay quanh việc mâu thuẫn ngay trong đội tuyển Bỉ đã được bàn tán rất nhiều trong những ngày qua. Không có gì xảy ra trong phòng thay đồ, chỉ có huấn luyện viên Martinez là nói nhiều nhất. Tôi cũng đã trao đổi với Kevin De Bruyne và cậu ấy tin tưởng vào đội tuyển. Eden Hazard chia sẻ, theo thông tin từ tờ L'Equipe của Pháp, Hazard, Kevin De Bruyne và Vertonghen đã xảy ra cái vã sau trận thua Maroc. Trước đó, Kevin De Bruyne đã khiến đồng đội nóng mặt vì công khai chia sẻ với báo giới về việc đội nhà không có cơ hội vô địch World Cup. Thủ môn Thibaut Courtois tham gia buổi họp báo bác bỏ tin đồn này. Theo chỉ định của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Tô Trọng Tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Đức và Costa Rica trong khuôn khổ lượt trận cuối của bảng E World Cup 2022 sẽ gồm toàn nữ giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tổ trọng tài toàn nữ sẽ cầm còi ở một trận đấu bóng đá nam ở đấu trường thế giới. Bất chính trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Đức và Costa Rica, lần nữ trọng tài Stefan Erapat, 38 tuổi, cô từng có 3 năm liền nhận danh hiệu nữ trọng tài xuất sắc nhất thế giới từ năm 2019 đến năm 2021 do Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế bình chọn. Và sau cùng, Nextport xin gửi tới các bạn lịch thi đấu đêm nay và rạng sáng mai. Chúng ta sẽ tiếp tục được tận hưởng những cặp đấu cực kỳ hấp dẫn giữa Croatia và đội tuyển Bỉ, Canada và Maroc, Nhật Bản và Tây Ban Nha, Costa Rica và đội tuyển Đức. Cả hai bảng đấu đều chưa quyết định được tấm vé vào vòng 1/8. Liệu những chiến binh Samurai xanh có thể hiên ngang bước vào vòng đấu tiếp theo giống cái cách mà Australia đã làm được hay không? Hay đội bóng đứng thứ hai trên bảng xếp FIFA sẽ thể hiện được điều gì trước đương kim Á quân World Cup 2018? Những thông tin mới nhất và chính xác nhất về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 sẽ được cập nhật liên tục trên fanpage và YouTube của Nextport. Các bạn đừng quên vào lúc 6 giờ hàng ngày chúng tôi sẽ có một video về series World Cup 2022 từ A tới Z để phục vụ các bạn khán giả thân yêu. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.